mình quay chia sẻ các bạn trưởng có thấy mà bon này. Đang lên thêm một câu máy nữa. Câu máy này cũng chế ô lăng đó là cái tay lái ô lăng bông mét tư mét rưỡi nha bạn. Chà bông này cũng mét rưỡi à. Dài hơn chút. Đây có bông đó nè các bạn. Đó, bông nó khoảng mét rưỡi á. Đây anh thợ đang móc cái máy lên cái nền này. Lên. Đây là các bạn, bây giờ đã hoàn thành các bạn. Con máy máy của lăng này hoàn thành rồi. Anh thợ đang vô gần máy xới. Khâu còn khâu đang sơn nữa các bạn. Sơn nữa. Đóng logo nó cầu một cái cabo nữa. Cabo nằm kia kìa. Máy này giao về Nhật Nguyên các bạn, Nhật Nguyên Kiên Giang. Rồi mình sẽ để lại số điện thoại trên video. Cô chú anh chị các bạn có nhu cầu đặt máy đóng máy xin hãy đến chủ xưởng đặt máy đóng máy nha. Con này hoàn chỉnh đóng mới luôn á, là giá thành 115 triệu.